Cây chó đẻ chữa bệnh gì? Chữa nhọt độc, sưng đau, chữa bị thương, vết đứt chảy máu, chữa bị thương ứ máu, chữa mắt đau sưng đỏ, viêm gan vàng da, viêm thận đái đỏ hoặc viêm ruột đi ngoài ra nước, chữa lở loét, khói thịt không liền miệng. Ở trẻ em, chữa tưa lưỡi, sản hậu ứ huyết, chữa viêm gan do virus. Tác dụng chữa bệnh của cây chó đẻ răng cưa. Cây chó đẻ răng cưa vốn là loài cỏ mọc hoang ở khắp các bờ ruộng hoặc trong vườn nhà. Cây chó đẻ răng cưa chữa bệnh gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nha các bạn. Cây chó đẻ răng cưa có rất nhiều tên gọi như là diệp hạ châu, cây chó đẻ, trân châu thảo. Có tên chó đẻ là vì theo quan sát của người dân, chó mẹ đẻ con thường đi tìm ăn cái loại cây này. Theo nghiên cứu, hành động này của chó mẹ giúp nó mau lành vết thương sau khi đẻ. Tên diệp hạ châu là cái hạt dưới lá. Xuất phát từ việc dưới mỗi cành lá xuất hiện một hàng hạt tròn hình cầu như là viên trân châu. Các bạn cũng thấy nè ha, những cái hạt nó nằm phía dưới cái lá các bạn, ta gọi là diệp hạ châu. Và mình sẽ tìm hiểu về tác dụng chữa bệnh của cây chó đẻ răng cưa, diệp hạ châu nha. Theo đông y, cây chó đẻ răng cưa có vị đắng, hơi ngọt, là một vị thuốc có tính mát, có khả năng thanh can nhiệt, lợi tiểu, lương huyết, giải độc và sát trùng. Theo kinh nghiệm người dân thường ở nhiều vùng thì cây chó đẻ răng cưa được dùng để trị mụn nhọt, giải độc rắn cắn, vừa dùng ngoài vừa uống trong được. Đặc biệt là diệp hạ châu có tác dụng tốt trong điều trị các bệnh về gan, bệnh ngoài da, tiểu đường, viêm ruột và viêm phụ khoa. Cây chó đẻ răng cưa chữa viêm gan B. Các nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản và Ấn Độ đã thu được hoạt chất trong cây chó đẻ răng cưa là phyllatin, triacotanan và hydrophyllatin. Các loại hoạt chất này có tác dụng điều trị viêm gan, gan nhiễm mỡ. Theo một báo cáo năm 1988 đăng trên tạp chí Lancet, một thử nghiệm điều trị 37 người bị viêm gan B được điều trị bằng cây chó đẻ răng cưa. Kết quả thu được là 22 trên 37 người có kết quả xét nghiệm virus viêm gan siêu vi B âm tính sau 1 tháng điều trị. Với bệnh lý viêm gan thì diệp hạ châu có tác dụng hạ men gan, bảo vệ gan và ức chế sự hoạt động cũng như sự nhân lên của virus viêm gan. Chó đẻ răng cưa có thành phần chất chống oxy hóa cao, đồng thời nó còn có khả năng làm tăng hàm lượng glutathione, một gan, do đó làm giảm hoạt động các men trong đợt cấp của viêm gan. Diệp hạ châu chữa sỏi thận. Trường Đại học Paulista của São Paulo, Brazil đã làm một nghiên cứu về tác dụng chữa bệnh sỏi thận của cây chó đẻ răng cưa. Nhiều nghiên cứu giai đoạn năm 1999 cũng cho thấy cây chó đẻ răng cưa có tác dụng tăng lượng đường nước tiểu. Chúng cũng ngăn cản sự hình thành của các tinh thể calcium, đồng thời làm giảm kích thước phiên sỏi và giảm đau. Chính vì vậy mà cây chó đẻ răng cưa cũng được nhiều người dùng trong điều trị bệnh lý sỏi thận. Và sau đây là cái cách dùng cây chó đẻ răng cưa. Cây chó đẻ răng cưa chữa viêm gan siêu vi thì chúng ta sẽ dùng như sau nha các bạn. Dùng 16 gram chó đẻ răng cưa, 16 gram nhân trần, 12 gram thổ phục linh, 4 gram vỏ bưởi sau khô, 8 gram hậu phát. Sắc nước uống ngày 3 lần sau khi ăn. Nhân trần, chó đẻ răng cưa, thổ phục linh, giải độc, ức chế virus viêm gan. Vỏ bưởi, hậu phát giúp hiện kỳ, giảm tính lạnh của nhân trần,
và chó đẻ răng cưa. Trị bệnh ngoài da mụn nhọt: 12 gram diệp hà châu, 12 gram cam thảo đất, đun nước uống thay trà hàng ngày, uống đến khi hết mụn thì dừng. Lưu ý không dùng liên tục quá 30 ngày, mỗi đợt uống tối đa 1 tháng, phải dừng khoảng 7 đến 10 ngày rồi mới được uống lại nha các bạn. Cây chó đẻ chữa sỏi thận: dùng 24 gram chó đẻ răng cưa sắc nước uống. Nếu bị đầy bụng có thể cho thêm gừng tươi hoặc trần bì lúc đun. Khi bệnh ổn định thỉnh thoảng nên dùng diệp hà châu hãm trà thay uống nước. Mỗi ngày 8 đến 10 gram, uống không quá 30 ngày liên tục. Bài thuốc trị nổi mề đay từ diệp hà châu: dùng để bôi ngoài. Khi bị nổi mề đay, dùng cây chó đẻ răng cưa rửa sạch, giã nát và đắp lên nốt mề đay. Diệp hà châu giải độc, giúp vết mề đay bớt ngứa và đem lại cảm giác dễ chịu. Dùng uống trong: lấy cây chó đẻ răng cưa phơi khô rồi sắc nước uống, mỗi ngày uống từ 10 đến 15 gram, có tác dụng mát gan và giải độc, hỗ trợ điều trị mề đay. Bài thuốc uống: bạn đem cây chó đẻ rửa sạch, đem phơi khô rồi dùng sắc nước uống. Nước cây chó đẻ vừa có tác dụng làm mát gan, giải độc cơ thể và đồng thời cũng điều trị bệnh mề đay từ bên trong. Và có câu hỏi là có nên dùng cây chó đẻ răng cưa để phòng bệnh hay không? Thì trong y học cổ truyền, diệp hà châu có vị đắng, tính lương mát, được xếp vào nhóm các vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ chức năng gan, điều trị chứng vàng da do gan. Đây vốn dĩ không phải là vị thuốc bổ mà chỉ có tác dụng trị bệnh. Hiện cũng có chưa có nghiên cứu nào để tác dụng phòng bệnh của cây diệp hà châu. Chính vì vậy mà người dân không nên lạm dụng cây chó đẻ răng cưa để phòng bệnh. Các bạn nên lưu ý điều này. Khi mình diệp hà châu thì dùng cái cây này chỉ điều trị bệnh chứ không có tác dụng phòng bệnh. Nên khi sử dụng thì các bạn nhớ lưu ý nha. Những người không nên dùng cây chó đẻ răng cưa: thứ nhất là người tỳ vị hư hàn với biểu hiện lạnh bụng, thường xuyên đầy bụng khó tiêu, sợ lạnh đại tiện lỏng mát. Những người như vậy không nên dùng diệp hà châu. Vì thuốc này có tính mát, dễ làm nặng thêm tình trạng tiêu hóa không tốt cho người bệnh. Nhiều người thắc mắc có nên uống diệp hà châu hàng ngày hay không. Theo ý kiến của bác sĩ, người khỏe mạnh, không có bệnh lý gan mật thì không nên dùng chó đẻ răng cưa thường xuyên, bởi sẽ làm cho tăng gánh nặng đào thải cho gan, mật và thận. Phụ nữ có thai không được dùng chó đẻ răng cưa. Diệp hà châu có tác dụng gây co mạch máu và tử cung, dễ gây trụy thai. Cũng không nên uống một mình diệp hà châu, cần phối hợp diệp hà châu với các vị thuốc khác. Diệp hà châu có tác dụng phụ gây giảm hồng cầu, hạ huyết áp và tăng nguy cơ suy giảm miễn dịch. Đó là những vấn đề xoay quanh cây cây thuốc diệp hà châu, chó đẻ răng cưa mà chúng ta tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Và tốt nhất là người bệnh nên nhận được sự tư vấn chuyên môn từ bác sĩ chuyên khoa. Cây chó đẻ răng cưa còn đặc biệt là có tác dụng trong việc ổn định kinh nguyệt hay giảm đau bụng khi đến kỳ. Cây còn có tác dụng lợi tiểu, sát trùng vết thương. Trong thành phần của cây còn chứa các hoạt chất như là hyaluronan và hyperfibran, có hiệu quả trong việc giảm cảm giác thèm ăn và giảm cân hiệu quả. Đây là phương pháp giảm cân khá an toàn và lành tính, được nhiều người lựa chọn. Chữa xơ gan cổ trướng thế nặng: sử dụng 100 gram cây chó đẻ đã xào khô, đem sắc nước thành 3 lần, sau đó thêm 150 gram đường vào đun sôi đến khi đường tan hết, uống nhiều lần trong ngày, sử dụng trong khoảng 30 đến 40 ngày. Lưu ý khi sử dụng thuốc cần hạn chế ăn muối và ăn nhiều đạm.
chữa viêm gan do virus. Dùng 20 g cây chó đẻ thành phần lá đem phơi khô, sau đó đem xào khô và thêm nước để sắc uống. Ngày uống khoảng 4 lần thì bệnh tình sẽ giảm rõ rệt. Chữa viêm gan siêu vi B sử dụng trong 30 g cây chó đẻ, 12 g hạ khô thảo, 12 g nhân trần, 8 g chi từ. Sau đó đem tất cả xào khô và sắc thành nước uống, uống nhiều lần trong ngày. Chữa suy gan do nhiễm độc, sáng lá, lỵ. Sử dụng khoảng 20 g cây chó đẻ, đắng hoặc ngọt đều được, 20 g cam thảo đất. Sau đó mang tất cả đi xào khô và sắc với nước uống, uống nhiều lần trong ngày. Trẻ em thì không nên sử dụng các bài thuốc từ các loại cây này, bởi trong cây có chứa độc tố, cơ thể trẻ chưa phát triển toàn diện để có thể chống lại những độc tố này. Những người mắc bệnh huyết áp thấp, nếu những người bị chứng huyết áp sử dụng cây chó đẻ sẽ dễ bị nôn mửa, chóng mặt và ngắt. Các bạn nên lưu ý và những người này sẽ gây ra nguy hiểm cho cơ thể, không nên sử dụng cây chó đẻ nha các bạn. Và các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, subscribe để đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.